Chào mừng bạn đến với video thứ 3 trong series video hướng dẫn về giao diện Flash trên hệ thống iRoot.vn. Đây là video hướng dẫn bạn cách để có thể chọn giao diện demo cho website của bạn. Đầu tiên thì bạn cần vào trang quản trị rồi chọn cái giao diện Flash. Ở đây thì bạn sẽ chọn giao diện là Wisoha. Kích hoạt lên, nếu mà bạn đã kích hoạt sẵn rồi thôi, còn không thì bạn hãy tìm giao diện tên Wisoha và kích hoạt lên. Khi bạn kích hoạt xong thì giao diện của bạn nó sẽ như này. Và để có thể tạo giao diện mặc định cho web, đầu tiên bạn hãy quay lại trang quản trị về phần trang và kích vào thêm trang mới. Ở đây bạn hãy nhập cái tiêu đề trang là trang chủ hoặc tên là gì đó mà bạn muốn đăng bài viết. Bước tiếp theo là bạn cần đặt cái trang này làm trang chủ cho website bằng cách kích vào cần cài đặt rồi chọn phần đọc. Ở phần hiển thị trang trước, bạn kích vào phần một trang tính, rồi phần chỗ trang chính này bạn chọn là trang chủ hoặc trang bạn vừa tạo, rồi kích vào lưu thay đổi. Sau khi bạn lưu thay đổi xong, bạn hãy sang phần xem trang, load lại trang. Đấy. Khi nào mà bạn thấy cái hình có chữ sửa trang ở đây, nghĩa là bạn đã làm xong các bước chuyển trước, và bạn hãy kích chỉ vào nút sửa trang và bấm vào Exit with Builder. Trong phần này, hệ thống sẽ cho bạn một số cái giao diện có sẵn để bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của bạn. Ví dụ như tôi chọn cái giao diện đầu tiên, tôi chỉ phải bấm vào và hệ thống sẽ tự động setup cho tôi cái giao diện đó. Nếu như các bạn chọn demo giao diện xong mà thấy một vài cái dòng code nó ở trên trang web như này thì có nghĩa là bạn chưa bật cái tính năng cửa hàng trên hệ thống. Nếu bạn không dùng cái tính năng cửa hàng, bạn có thể xóa cái phần này đi. Còn không thì bạn sẽ vào trong phần tính năng và bật nó lên. Trước hết là bạn hãy lưu cái phần trang này lại đã. Rồi sang cái trang bên cạnh. Rồi sang cái tab trang quản trị, bạn vào phần ứng dụng. Khi bạn đã vào phần ứng dụng, bạn hãy tìm đến một cái ứng dụng tên là bán hàng. Bạn kích hoạt nó lên. Sau khi kích hoạt xong, bạn có thể sang cái trang bên cạnh của bạn. Bạn load lại xem cái code này nó còn xuất hiện không. Đấy, code đã mất. Vậy, đây là phần cấu hình cái giao diện mặc định cho website của bạn. Bạn để hoàn thành website, các bạn hãy xem tiếp những cái video ở trong series video phía sau. Chúc bạn thành công.